Tiếp theo, Thắng Trần muốn chia sẻ đến các anh em một hợp âm nhưng bấm ở nhiều chỗ và nó vẫn là một giá trị. Đó là hợp âm điềm. Chúng ta có mi, si, rê dán, son. Đọc theo thứ tự mi, son, si, rê. Các quãng ba thứ chồng lên nhau, đó là hợp âm điềm. Nốt nào đứng trước, lấy nốt đó đặt tên chủ âm. Ở đây nốt đứng trước là nốt mi. Như vậy ta có hợp âm, đây là hợp âm mi điềm, gồm có 4 nốt: mi, son, si dán, rê dán. Rồi bây giờ ta nốt mi. Ta nhớ những vị trí nè: mi, son, si dán, rê dán. Đó, đó là những vị trí của hợp âm mi điềm. Ta bấm vô một chùm luôn: mi, son, si, rê. Đó. Tiếp tục: son, si, rê. Bốn vị trí này đều là bốn âm đó nhưng đảo quãng. Điều Thắng Muốn Trần muốn nói đến ở đây là gì? Mi điềm, nhưng chúng ta đánh luôn dây số 5 là dây là. Ta có hợp âm la 7 dán 9 để giải quyết về rê. La 7 dán 9. Mi. Bây giờ đến vị trí chỗ son. Ta cũng bắt dây số 5 luôn. Nó vẫn là la 7 dán 9. Rồi tới ngay vị trí si dán. À, si dán điềm nhưng vẫn bắt dây số 5 luôn. Nó cũng là la 7 dán 9. Tới rê dán, si dán, rồi tới rê dán. Rê dán điềm. Ta vẫn cứ bắt là nó là 7 dán 9. Các anh em thấy không? Một hợp âm điềm thôi. Nhưng khi chúng ta thêm một nốt bắt, nó sẽ có 4 chỗ đánh và giá trị đều như nhau. Son, si, rê, mi, son, bình, si dán, rê dán. Rồi chúng ta nhớ vị trí theo cái nốt đầu tiên: mi, son, si, rê. Nhớ vị trí để làm gì? Để chúng ta giữ nguyên đội hình mà chúng ta dời ngay cái vị trí nốt bass đó, nó cho nó chuẩn. Mi này, son, si, rê. Đó, đó là 4 hợp âm điềm. 4 hộp âm điềm trên cần đàn, nhưng chúng ta bắt dây số 5 vậy là thì nó đều là một tên một hộp âm thôi. Đó là hộp âm la 7 dán 9. Tương tự như vậy, hợp âm la 7 dán 9 để giải quyết về rê. Rê trưởng hay rê tứ thì tùy theo bài. Còn khi chủ âm la thứ, tương tự như hồi nãy, ta sẽ có hợp âm mi 7 dán 9 để giải quyết về la. Nếu mà cứ căng cứng theo những cái thế như vậy thì chỉ có 2 chỗ bấm thôi.
như bài, như cái điều Thắng Trần vừa nói lúc trước, hồi nãy là mi đêm để giải quyết về rê, thì bây giờ tương tự như vậy, để giải quyết về la thứ đó thì sẽ là si đêm. Si đêm nha. Si, rê, fa và nốt cuối cùng là nốt la giáng. Si, rê, fa, la giáng. Đó là thứ tự theo cung bậc. Nhưng trên cây đàn guitar thì đạo quản nó không còn thứ tự nữa, nhưng mà vẫn là những nốt đó. Chúng ta đánh từ dãy số 5 xuống dãy số 2. Si, rê, fa, lá theo thứ tự tên gọi cung bậc. Giờ chúng ta đếm lên, chỉ có nốt một nốt la giáng thôi, còn lại là ba nốt kia là nốt bình. Chúng ta phải đánh dấu những vị trí trước. Si, giữ nguyên đồ hình, rê, fa bình, fa, la giáng. Si, đánh luôn 5 giây. Ta có hợp âm mi 7 giáng 9. Dời xuống 1 2 3 4 ngay vị trí rê mà vẫn bắt mi. Cũng là mi 7 giáng 9. 1 2 3 4 ngay vị trí fa. Fa đêm. Nhưng bắt mi tới la giáng. 1 2 3 4 la giáng đêm, nhưng chúng ta lại bát mi, nó cũng là hợp âm mi 7 giáng 9. Tiếp theo để nói về hợp âm guitar. Nếu các anh em cảm thấy bổ ích thì xin cho Thắng Trần một like và nhớ nhấn nút đăng ký kênh Thắng Trần. Xin cảm ơn.